Xin chào đồng chí, tôi là Trần Vương Anh, hiện tại tôi 25 tuổi và khi mà tham gia vào chương trình và tham gia vào bộ đội thì tôi cũng muốn rèn luyện bản thân. Và những gì tôi muốn nói thì hai đồng chí này nói hết rồi. Chúng ta sẽ đi cắt tóc. Khá là căng thẳng, không vui như cái lúc em mới bắt đầu vào. Lê Thanh Niên. Nắm lên. Quân viên chọn khẩu thác nhau. Chứ này tiết ấy không có này. À, đeo không kịp ạ. À, xin lỗi. Cố động lên kìa. Tập trung ạ. Đại đội giải tán đây. Cho giải tán tập trung lại. Tập đi, giải tán. Tự nhiên vì một cái lỗi của người khác mà bắt em chạy như thế này như thế kia thì bản thân em rất khó chịu. Thành ra cái lúc đấy mà em nghĩ là từng đấy con người khó chịu về bản thân mình. Và em cảm thấy rất là lo lắng. Khắc khe thì tốt, nhưng mà tôi cảm thấy khắc khe quá thì hơi căng thẳng. Tôi xin phép đồng chí bớt khắc khe.